Ok, hôm nay em xin làm cái video chia sẻ cho anh em cái bí quyết để bắn chim tầm cao giỏi các bác nhé. Đây, các bác nhìn cái biểu tượng đây là con chim này. Đấy, cái này nhá. Chúng ta giờ chúng ta sẽ bắt lên cao. Đấy, lên trên cao trên các cái cây á, các cái vị trí. Sau đó các bác sẽ nhằm vào những con chim này, các bác bắn, ngày nào cũng bắn. Thì các bác sẽ có kỹ năng bắn chim tầm cao giỏi nhá. Đây cũng là một cái phương pháp để mà chúng ta giảm stress rất là hiệu quả. Đó. Đây là cái hình con chim ha. Đó. Rồi sau đây em sẽ treo lên mấy cái cây cao để tập bắn nhá. Chăm hay không bằng tay quen đâu các bác. Các bác cứ bắn nhiều là tự khắc nó giỏi thôi. Rồi các bác, chim đã được treo lên trên cây rồi các bác nhá. Ai thì có chim thì các bác treo chim. Đây, các bác thấy chim đây không? Đấy, ai có chim thì treo chim nhá, ai có bướm treo bướm, còn ai không có chim bướm thì treo lon nhá. Đây này, treo lon. Nhưng treo lon này bắn một thời gian nó sẽ nát các bác nhá. Đấy, một con chim, hai con chim, ba con chim. Vị trí này có bốn con chim. Đó, bốn con chim. Đây nữa, thêm cây này nữa. Đây, cây này mới nhiều chim này các bác, thấy không? 1, 2, 3 4, 5, 6 con tất cả nhá. 6 con chim. Chim này bắn hoài không chết. Trời rất là gió nên lên treo trên cây các bác cẩn thận kẻo té nhá. Trời này nguy hiểm lắm đấy. Đấy, chúng cóc cái này. À, vị trí này là bốn con chim đã thấy rõ. Còn hai con chim kia thì đó, các bạn thấy không? Bắn trúng con chim nó quay ấy. Đó. Đấy. Cứ vậy thôi, là các bạn luyện tập mỗi ngày các bạn nhé. Các bạn cứ thế các bạn luyện tập bắn mỗi ngày. Đó, đấy, chúng nó lại quay này. Rồi, ok các bạn nhé. Các bạn cứ treo như thế thôi. Đấy, ai có chim treo chim, ai có bướm treo bướm nha các bạn nhé. Không có chim có bướm thì các bạn treo lon hoặc là treo mấy cái thanh sắt lên cũng được nhé. Đây là một cái video mang tính chất hướng dẫn. Thì các bạn chăm hay không bằng tay quen. Các bạn cứ bắn mỗi ngày là các bạn sẽ giỏi nhá, không có cái gì cả. Đấy, cứ ngày nào cũng đem ra một tiếng đồng hồ bắn là ok.